Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ làm cháo cá nha các bạn. Mình có được một con cá chép với vài con cá rô phi. Hôm nay mình sẽ nấu nồi cháo nha. Nồi cháo này mình sẽ nấu chung với nấm kim châm. Mình ăn kèm với giá. Còn hành ngò thì mình sẽ nêm cho nó ngon nha các bạn. Cho nó thơm. Và mình bỏ thêm nấm kim châm nữa cho nó ngọt nha các bạn. Nấm kim châm thì ăn rất là ngon nha. Rồi đây là nồi cháo mình đang bắt nha bạn, mình bắt bếp củi nha, khói thì lên nghi ngút. Đó. Giờ mình đã bắt sẵn nồi cháo đây, mình nấu gạo luôn chứ mình không có mà rang nha. Rồi nước sôi giờ mình bắt đầu bỏ cá vô nha các bạn. Ôi trời. Đó, mình sẽ bỏ cá vô cho nó chín thì mình sẽ vớt ra. Hello, xin chào các bạn. Chào các bạn đến kênh Vlog của mình nha. Hôm nay mình tiếp tục lại ra video. Hôm nay mình sẽ nấu món cháo cá nha. Có cá chép với cá phi luôn. Mình bây giờ trời này gió chướng á bạn. Lạnh lạnh á, nấu nồi cháo ăn cho ấm nha. Cháo này mình ăn kèm với giá. Mình nấu cháo nấm kim châm. Đây là tiêu của mình. Mình chấm với nước mắm ớt. Mình dắt thêm miếng tắc vô cho nó chua chua nha. Rồi chảy nước miếng đó các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ để thêm vô mấy cọng giá nữa mình ăn nha. Món cháo này thì nó đơn giản dễ nấu bạn, nhanh gọn. Nói chung là cháo này mình nói chung tranh thủ nên mình quay sơ cái cách nấu của mình cho tất cả các bạn coi thôi, chứ mình không có quay nhiều á. Lại có mình ơn à, nên mình làm gì mình cũng tranh thủ á các bạn. Rồi bây giờ mình để thêm một miếng tiêu vô nha. Phải nói đúng ra thì mình cũng đang cảm các bạn ơi. Trời gió bốc này nè, ở gió chướng này nè, nó lạnh cái mình hơi cảm. Cái thèm quá. Nấu nồi cháo ăn cho nó giải cảm luôn. Cháo này mình để nhiều hành lắm. Y chang như cháo hành của Thiên Nở, ăn vô cho nó hết bệnh. Tại nó vui thôi nghe các bạn. Rồi mình mời tất cả các bạn ăn chung cháo với mình nha. Món cháo này, cháo cá là món cháo ở dưới quê mình cũng hay ăn lắm bạn. Cá nấu cháo cũng dễ ăn. Mời các bạn chung cá với mình nha. Cá thì nó đảm bảo bao béo luôn á các bạn. Mình bỏ vô cái nấm kim châm này thì bao ngon luôn rồi. Nó ngọt. Trời này ăn cháo rồi thay luôn. Bỏ tiêu vô thơm thơm cay cay. Cá vuông rất là béo luôn các bạn. Thời tiết ở các bạn thì sao chứ ở chỗ mình đây nè bạn, đang âm u, cũng có hơi nắng ấm ấm, nhưng mà trong cái nắng ấm ấm đó thì có cái gió nó se se lạnh nha các bạn. Chuẩn bị Tết rồi, gió này là gió Tết mà đang ngon, đang yên, đang lành, cái chuyển cái là chuyển hư, dạng như là thời tiết thay đổi cái là mình dễ bị cảm lắm. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha các bạn, thời tiết nó đang thay đổi á. Ngon gì đâu.
tin nấm không? Rồi. Lại ngại muốn nấm cho con nha. Quá trứng. Wow! Cho con cái. Nè, cưng dễ sợ. Còn mình nó giống mình bạn, nó khoái ăn nấm dữ lắm. Nấm nào nó cũng ăn được hết trơn á. Thấy mẹ ăn nấm là chạy xuống xin. Mình không cho nó quay chung được, tại vì nó ngồi không có yên các bạn, nó nhúc nhích thì nó mắc cười lắm. Nó nhúc nhích, nó chạy tới chạy lui giết à. Trời ơi, chị ra. Cá bạn nó ngọt rồi. Cá nó đã ngọt, cộng thêm cái nấm kim châm này nó ngọt nữa, kết hợp lại nên nồi cháo nó ngọt ngọt bát phát luôn á. Ăn vô cảm giác tê luôn, quá đã. Ăn này sức mồ hôi, nóng sức mồ hôi hộp là khỏe trong người luôn á. Thôi mình thử con cá chép đi bạn. Ôi cá chép này nè, nấu cháo nó rất là ngọt mà rất là bổ nữa, nhưng mà nó có rất là nhiều xương. Xương nó là xương li ti chữ y không à các bạn. Thôi mình bỏ nó qua một bên đi. À không cẩn thận cái làm nó, cái này để mình ăn sau đi, dễ bị mắc cổ lắm. Mình ăn con cá này đi, nó cũng béo nữa nhưng mà nó xương nó đỡ hơn. Trời ơi. Wow, cái cục này béo. Để thêm chiếc tiêu nữa vô cho nó ngon. Tiêu vô ăn cho nó thơm. Mà nó hơi cay, mà nó cay cũng ngon nữa. Nồi cháo này là bao ngọt luôn á các bạn. Hôm nay là cái clip của mình là đảm bảo là bao ngọt luôn. Bỏ vô cái nào cũng ngọt, cá ngọt thì nấm nó cũng ngọt. Ăn cháo xong thì kể cho các bạn nghe một chuyện buồn rất là đau lòng của mình. Buồn mà tới nỗi thì xui luôn á bạn, xui cực kỳ xui luôn. Cái tháng gì mà ngộ, mới bữa đi á, trời ơi bạn ơi, để điện thoại bỏ túi thì sao, chạy dần á bạn, gớt mất tiêu cái điện thoại bạn, tiếc hồi hồi luôn. Trời ơi xui gì mà xui kinh khủng luôn. Rồi xong chạy nhông, phải chạy nhông bạn, chạy nó bậy, mình đi mua sữa cho con mình á bạn, về sẽ bị ông nó quánh cho một vít đây nè các bạn nè, bạn còn hơi sưng bụp luôn nè. Trời ơi cái tháng gì mà nó xui kinh khủng luôn á trời, không biết qua tháng mới có hên không, tháng này bao xui luôn các bạn. Trời ơi xui à, tới mức ăn cháo luôn á, buồn muốn bệnh luôn, buồn bệnh luôn á. Mà sao mà tôi xui dữ rồi không biết. Trời ơi cái điện thoại chạy á, sao mà để gớt cũng không hay luôn. Hết cuộc đời này thiệt luôn các bạn. Gần Tết rồi, gần cuối năm rồi á, mà nó còn xui như vậy á. Còn ông quánh nữa chứ. Mà chắc mình nghĩ chắc là xui xẻo là của đi thay người á các bạn ơi. Đau lòng thấy sợ luôn. Tháng này là tháng nhạt nhẽo nhất của thơ từ xưa tới giờ các bạn ơi. Xui đủ thứ chuyện hết trơn. Trong cáo của mình á bạn, còn có dính mấy hộp cháo, còn dính cháo nha các bạn. Thấy không? Do mình nấu cháo nên bỏ chung mình nhớ ra dính. Trời ơi con cá này nó béo mà ăn vô là ghiền luôn á các bạn. Ôi trời.
Chú Ma gõ dĩa của mình. Càng ăn càng mê. Xui cùng tạm mạng luôn. Đau lòng. Ngon thì đâu trời. Húp vô nó ngọt tới đó. Thôi thấy con cái chén này thèm ghê mà ăn miếng bụng. Mình sợ Phương cứ yên lắm, dễ mất cổ. Quá xa đã các bạn ơi. Mình mần thêm miếng cá nữa coi. Cá này ăn là nó bị ngay luôn á. No rồi, và mình cũng xin dừng video đây nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi ủng hộ Thơ trong thời gian qua nha. Mọi người thấy đi qua hãy cho Thơ một like, một subscribe, đăng ký kênh Thơ Vlog của mình nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Bye bye.